Xin chào hết tất cả các huynh đệ nghe. Tôi quyết định tôi phải gói bánh cho bằng được quý vị. Quyết định mỗi lần ăn khó khăn quá, cho nên kỳ này là quyết định gói bánh nè, thấy chưa? Lần đầu tiên trong đời của tôi nè, thấy không? Quyết định phải làm cho bằng được nè. Mới ra hai cái sản phẩm đầu tiên nè, lần đặt khoe liền cái hồi nãy thì không dám khoe, không biết là có thành tựu hay không. Thấy không, thì chuối nè, nhân đậu xanh nè, thấy không? Rồi kể từ đây là không có ai mà có thể mà lừa tôi được vô gói bánh này đâu. Gói nhỏ nhỏ vậy thôi. Rồi đâu rồi cái chén bút nếp của tôi mới đây, tôi để ra mất tiêu rồi trời. Ở đây ơi, lần đầu tiên trong đời á, phải dứt khoát hay có một mình gói bánh cho bằng được mà. Tức quá tức mà. Cái này không thất bại, nhất quá không thất bại, thấy không? Thấy tôi xào nếp không? Nó gói nhỏ nhỏ vậy thôi. Nó gói đúng theo kiểu bánh tét miền Tây luôn đó, bánh tre đó. Vừa có dừa nạo nè, nước cốt nè. Dứt khoát kỳ này là phải gói cho bằng được. Tôi nói bây giờ lỡ rồi, muốn ăn thì phải lăn vô bếp, muốn chết thì phải lết vô hòm. Kỳ này tôi có bánh được rồi à, từ đây về sau rồi tự gói ăn. Muốn ăn là tự gói ăn, không có ai, không sợ ai, không lệ thuộc ai nữa rồi đó. Thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Quyết chí mà, làm cho bằng được mà. Vậy đó là đúng một chén nếp đó. Quyết chí làm cho bằng được. Đó, đó. Tôi cột cái này trước nha. Tôi cột cái này trước. Từ đây về sau biết có bánh rồi. Dứt khoát biết có bánh rồi. Mọi người ơi, không ai gạt mình nữa được rồi. Đó, ta cột này trước là thấy chưa. Rồi bây giờ tới cái này, cái này dài quá thì cắt bớt nè. Từ đây về sau nó tự gói ăn thôi, không ai gạt mình nữa được rồi. Trời ơi, mọi có vụ có bánh này nè, mà nó tràn ngay phai cũ. Mới thì nó còn lộng cộng lắm quý vị. Và hồi đó ý lại đâu có gói đâu, ý lại này mình phải dọng cho nó bằng đầu nè. Được hai đòn rồi đó, dứt khoát mà, thì ta phải gói cho bằng được mà. Gói cho bằng được, không biết gói tức quá, đi mua về thiêu mà ta còn cười nữa, ta còn chơi ngu nữa. Cho nên phải gói. Đó, hai cộng thôn còn hai đầu. Cái đầu này đầu này nó lỡ rồi, nãy tôi làm nó họ lộng cộng, mới đầu nó lộng cộng lắm. Nhưng mà phải ráng dứt khoát làm, phải làm cho bằng được. Bây giờ lỡ như vậy rồi thì bây giờ mình có cách khác. Tụm nó vô tốn nhiều vô một chút. Tức quá mà. Bao nhiêu năm tháng nghỉ hồi xưa ở Việt Nam, đâu có nghĩ là mình qua Mỹ gói bánh đâu. Năm tới là bà con ấy, ai mà ăn bánh cứ nói thì tôi gói tôi cho. Gói cho không cho quý vị coi. Cả năm trời Phật tử cúng kiến cực khổ rồi, mình gói mình cho. Giờ là hết ai có thể dụ tôi mua bánh rồi đó, thấy chưa? À, nào bánh chịu khó tốn lá đi. Lá nó cũng rẻ rề à. Đó riết nó quen à, đây nè. Đó, cột hai đầu xong rồi hen. Bây giờ tôi rút sợi dây này ra. Rút sợi dây này ra. Thấy chưa? Rút ra. Đó, có ai dám khi dễ thầy tài với công tác không? Giọng hai đầu nó bằng nha, nó tròn. Đó, có ai khi dễ không?
Gần 2 thước mới đủ. Và mình còn sợi dây nữa. Đó ai khi dễ thầy Tài không? Nóng rồi nha. Nóng dữ lắm rồi đó nha. Nóng dữ lắm rồi đó. Nhất khoát á kìa. Trời ơi, tôi cũng vậy là tôi cũng mừng, tôi cũng còn cái chí á. Tôi dứt khoát nè. Thầy gói cho bằng được nè. Gói cho bằng được. Chứ thôi rồi. Rồi đi mua mắc mỏ quá mà nó thiêu. Thiêu rồi tức rồi chửi mang cái tội. Gói cho bằng được mà. Đó là cột bóng góc về trước. Nè, bây giờ tôi tới chưa mới, mua mới rồi biết gói mà dám đi chỉ luôn đó, thấy không? Đó, con góc mà thấy không? Rồi bây giờ lấy hai cục sông này ra nè. Mình hạ tiện, mình không có xài. Chứ còn tao mới có cứ hồi rồi cắt kia cực lắm, tôi không có. Gói tới đâu tôi tháo tới đó, bây giờ mới. Mới mà chứ mai mốt mà năm tới mà tôi quen rồi đó thì các gì tôi làm ao 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 cho quý vị coi. Đó, bóng đầu vậy hen. Bây đầu rút nè. Rút nè, để từ ngón tay rút nè. Đó. Một rút nè. Thấy chưa? Rút đó một rút. Ngón tay thứ hai nè. Rút nè. Thấy chưa? Có làm gì sao mà nó khó khăn. Làm bao nhiêu lần mà tôi không biết sao tôi làm. Nay tôi một mình tôi xui xủi tôi làm. Một mình xui xủi làm. Làm cho bằng được. Xấu cũng làm. Lỡ không ngon một mình ăn. Đó. Thấy chưa? Ba rút. Kệ đi. Xấu mình ăn mà. Ai chê mình ăn mình. Đó. Nhưng mà tôi bảo đảm quý vị là không có ngon, không có dở đâu. Làm đúng theo miền Tây làm sao mà dở được. Đó, thấy chưa? Rồi cuối cùng nhét vô, rút qua đây. Thấy chưa? Ông thầy thiện tài bây giờ gói bánh được rồi. Đó, thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Ba đòn điều nhau. Trời ơi, sản phẩm của mình làm ra trời. Ôi quyết chú cha ơi, vậy mà đi bán 10 đồng đòn ngon lành luôn á. Thôi năm tới làm vậy bán 5 đồng đòn, còn không là cho. Ai mà không quen là bán, ai quen là cho. Tức cái mình mà. Trời ơi, gói không được tức quá trời. Vậy gói được là mừng không? Cho tôi tự hào như thế không? Đó. Thấy chưa? Được ba đòn. Ba đòn rồi đó. Trời ngon, bảo đảm 100%. Cứ từ từ cháu nó nhừ. Cái nhà nó từ từ cháu nó nhừ. Từ từ cháu nó nhừ, cứ mình làm tới đâu mình lau lá tới đó à. Con mình nè. Chứ phải được hai mình thì chắc nó lẹ lắm. Thôi hai mình mệt lắm. Một mình cho nó chắc ăn. Đó các huynh đệ thấy không? Không có chuyện gì mình không cố gắng mà không nên hết. Phải cố gắng làm cho bằng được. Tôi tật tôi vậy đó. Có nhiều lúc ý lại Phật tử thành ra bực mình không được. Giờ bây giờ phải tự làm. Tôi tính là tôi mua nhiều lá, lỡ hư tôi dục tôi làm gì nào được thôi, mà cuối cùng chưa có dục lá nào hết trơn nha quý vị. Trời ơi, không ngờ tổ bánh độ. Chưa dục lá nào hết trơn nha không. Dứt khoát phải làm à. Thôi thì mai mốt tôi có bánh tôi bán. Mai mốt lão có bánh lão bán. Để coi tôi mua bịch điếp là 12 đồng. Lon đậu 2 đồng rưỡi nữa, 14 đồng rưỡi. Đậu xanh cho 4 đồng nữa đi. Là
18 đồng, lá chuối 2 đồng 79 một sắp. Tôi cho là 3 đồng đi. 3 đồng 3 sắp nó lại là 3 sắp nó lại là 9 đồng cho 10 đồng đi. 14 với 24. Thấy không? 14, 10, 10 đồng lá chuối. À, đậu xanh cho 4 đồng là 14. À, đậu đen cho 3 đồng là 17. À, dừa cho 3 đồng nữa là 20. Nếp 12 đồng. Đó, thành ra có 32 đồng nè. 32 đồng mà thấy nhiêu đây là 30 đồng rồi nè. Trời ơi, bán mắt mà còn ăn trên đầu trên cổ người ta mà còn kia nè, tôi gói một đòn có đúng một à. Tôi cho ga cho này kia nữa là 40 đồng đi. Đó, một đòn tôi gói đúng chén nếp rồi nè. Đó. Đó. Quyết chí phải làm nên mà. Thôi. Vì là đời tôi giờ biết có bánh rồi đó. Giờ muốn ăn là tự gói ăn. Hồi đó giờ muốn ăn là phải đi kiếm người này kia gói. Rồi ba hồi năn nỉ người ta bỏ thêm cho béo, người ta cũng nói vậy đủ rồi. Năn nỉ người ta bỏ thêm này kia thôi, cần ai phai cũ. Bây giờ là từ đây về sau khỏi cần ai. Khỏi mua luôn. Đó, muốn ăn là tự gói ăn, ngon lành không? Mình thấy không? Cái đoạn hơi bự kìa. Đoạn này hơi bự cho nên phải xin miếng lá đi. Xin miếng lá cho nên chắc ăn. Mừng quá. Nó chứ bởi trên đài này vậy đó. Cái gì mình tự làm ra được nó vui lắm, dứt khoát mà. Tự làm ra luôn mà. Tự làm ra. Tự làm ra không để ai gạt mình đâu quý vị ơi. Tự mình đôi tay ta làm nên tất cả quý vị ơi. Nhưng mà sỏi đá không có thành cơm được nha. Đành rằng đôi tay ta làm nên tất cả. Nhưng mà không có sỏi đá để thành cơm được, là sỏi đá. Đôi tay ta giàu có làm nên được tất cả. Nhưng mà sỏi đá không thể thành cơm. Sỏi đá là sỏi đá. Đôi tay ta làm nên tất cả. Tức phải làm cho bằng được. Dầu là nó còn xấu xí nhưng mà kệ nó đi. Năm tới rút kinh nghiệm rồi, tôi thấy năm tới tôi làm đẹp cho mà coi. Năm tới rút kinh nghiệm làm đẹp luôn. Kinh nghiệm làm thiệt là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn cho quý vị coi. Ơi, mới làm tức quá trời tức luôn. Mua ăn nó không có vừa ý mình. Quyết định làm theo ý của mình. Mà sợ không thành công người ta cười. Nãy giờ làm không dám quay đó. Chờ khi làm được thì mới quay. Mà mừng quá. Kệ nó hơi chậm nha quý vị. Là buổi ban đầu mà. Nó phải rụt rè chứ. Nó rụt rè. Nó chậm chạp. Đó, thấy chưa? Rụt rè nó chậm chạp. Nhưng mà phải làm. Thì tôi nói thiệt các Phật tử, phải tôi nói dấu chứ. Tức cái mình vô bánh là dữ lắm. Hồi xưa đâu có nghĩ rằng mình qua Mỹ ngồi gói từng đằng bánh đâu mà học. Thế tôi biết rồi là tới số luôn rồi. Không biết tức cái mình gói không được, tức quá trời luôn. Quyết chế làm, mua bịch nếp và làm. Đó, rồi bây giờ mình cột hai đầu rồi mình rút cái dây này ra nè, đó, thấy không?
mình làm từng chặng rút dây này ra đó, đầm gói nè. Bây giờ mình cột nè, thấy quý vị coi nè, nè. Thấy đây một cái xuống đây nè. Rồi kéo lên đây cho mình thắt lại cái nè, cho nó chắc ăn nó chặt nè. Chắc cái đằng hồng mình giọng hai cái đầu. Trời ơi, tôi thêm có cái nghề làm bánh rồi quý vị ơi. Quý vị ơi, thầy Tài không có nghèo đâu quý vị ơi. Thầy Tài biết làm bánh tét rồi. Thầy Tài không có nghèo đâu. Trời ơi, tức lắm đó này ha. Bắt đầu là mai mốt tôi nhận đặt hàng nha. Quý vị nào mà đóng vỗ đóng quậy cứ đặt hàng tôi gói nha. Quen thì cho không, còn không quen thì ăn rẻ. Bỏ công làm lời, bỏ công làm lời, làm đó tất cả. Có sức người thì nếp gạo cũng thành bánh tét. Đó, bây giờ xong mới lấy hai cục dây thun ra nè. Chứ hồi cắt chi nó uống đó, thấy không? Mình làm từ từ, không có gì phải vội vã gấp rút hết trơn á. Mình thầy tu và tối không ngồi gói từ từ về cũng được. Ngủ cũng vậy thôi. Thời sai gì mình làm thì cái mình gục, cái mình ngồi gục, ngủ gục mà nó ngon. Thấy không? Đó. Rồi, đó. Bắt đầu quấn nè ngang, quấn. Nè, tròn cái tay nè. Quấn vô một nuột, thấy không? Một nuột. Đó, tròn cái tay nè, thấy không? Hai nuột. Trời ơi, thầy Tài bây giờ biết có bánh tét rồi. Biết có bánh tét rồi, mọi người ơi, mọi người ơi. Mơ mốt vô đặt hàng. Đặt hàng thầy Tài gói nhiều điều về để ăn nè. Chứ không gói đoạn nào nó bị trẻ như hôm rồi đâu, thấy chưa? Biết có bánh tét rồi, thấy chưa nè. Họ con tay vô nè đó. Trời ơi, trời ơi, tức cái mình mà phải làm nó cho được đòn bánh tét. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, đòn thứ tư rồi. Đòn thứ tư là quý vị ơi, vui quá vui, vui mừng vui quá vui, vui mừng vui quá vui, đời tôi biết có bánh tét rồi. Trời ơi, gần 50 năm cuộc đời tôi qua Mỹ, tôi phải ngồi gói từng đoàn bánh tét. Kể từ đây không có ai mà vũ bán tôi được đoàn nào nữa rồi. Quý vị ơi, đoàn thứ tư. Trời ơi, à, điều không? Lần đầu tiên thử làm mà nó điều như vậy thì quý vị nghĩ coi sao? Trời ơi, mừng quá mừng. Rồi nó điều răng như thế không? Nghe. Thế như tôi tính là nãy có 40 đồng à. Cái vốn có 40 đồng à. Mà 40 đồng bây giờ 4 đồng này đủ vốn rồi nè. Để coi còn nhiêu nữa nha. Thử coi còn nhiêu nếp nữa nha. Có một bịch nếp đó. Tức cái mình nè. Thử coi mấy còn mấy đòn nữa. Một đòn. Hai đòn đi. Ba đòn. Bốn đòn. Năm đòn. Sáu đòn. Bảy đòn. Tám đòn. Mười đòn nữa. Như vậy 14 đòn. Một cho là một bịch nếp gói ra 14 đòn. Nếu bán á, mà ở chùa bán 20 đồng đòn thì bự hơn. Bây giờ mình bán 10 đồng đòn thôi thì nó ra 140. 140 mà tiền lá chuối, tiền này kia nọ là 40. Tôi cho là mình ra 20 đồng nữa đi. Nhưng mà nấu này có 3 tiếng đồng hồ hà. Bây giờ tôi xào nếp nó là các vị coi nè, tôi xào nếp nó gần chín luôn rồi. Cho nó chắc ăn, đừng cho nó không có bị nó không có bị nín, thấy không? Hồi xào nếp có gì thấy béo không? Nó cốt dừa nè, dừa non nạo nè, thấy không? Đó, tôi cho là nấu cho hết bình ga luôn đi. Là vốn 60 đồng. 60 mình ở đây là mình làm ra 140 là bán rẻ đó.
Trời đất ơi, lời tôi cho làm buổi đi. Con buổi là mà tại tôi mới biết làm mà tôi làm chậm. 140 mà vốn 60, lời 80. Mà một ngày mà tôi chịu gói về, tôi gói 3 bịch nếp thôi, tôi không nhiều, là lời 240 đô la một cái tết. Mà nếu tôi chịu khó tôi ngồi tôi bán về á, tôi gói tôi bán về đó, bán rẻ về đó, ngày tôi gói 3 bịch thôi là hai lời 240 đô la. Trời ơi trời, từ đây về sau không ai dụ tôi bán được đoàn nào nữa rồi. À, để thôi mình không biết làm, cái mấy người biết làm mà khi dễ mình, họ nói không biết làm mà ăn còn chê. À, từ đây thử sai khi dễ nữa không, khi dễ ông thượng tài nữa không, thượng tài làm chơi. Năm tới tôi nói rồi mà, năm tới tôi ai cần ai nói đi, tôi có cầu cho tôi có sức khỏe, tôi làm tôi biếu không vậy đó, biếu không vậy đó. Nhớ cái lá mới để rồi, để vậy, biếu không vậy đó. Ai mà có công làm từ thiện, lo tu hành đi, cần nói thầy, cần một hai đoàn cúng ông bà ngày Tết, tôi biếu không á, tôi nói thiệt á. Mà đừng ai lợi dụng tôi thôi, tôi không lợi dụng ai, đừng ai lợi dụng tôi được rồi. Còn mọi gì mà sợ tội á, tôi bỏ công, tôi bỏ, tôi bán rẻ chứ. Trời ơi, đoàn bánh 20 đồng, về tới mùng 1 là nó thiêu hết trơn à. Còn tôi còn chỉ cái cách hấp, ở cái cách nấu, rồi nấu ra làm sao nữa, rồi vớt ra làm sao nữa, cái đó thì tôi biết. Chỉ có cái tôi cột mà tôi không biết là tôi tức bao nhiêu tháng năm nay. Và bây giờ từ đây về sau là tự cột được rồi đó các chị. Tránh đi đó, phải tránh đi đó, phải tránh đi đó, tức quá mà. Trời ơi, không biết có cái tật khi dễ mình, giờ tránh luôn rồi đó. Từ đây về sau không ai gạt tôi vụ bánh tét nữa được đâu. Đó, rồi lần đầu tiên, hồi trưa giờ không dám quay, sợ quay thì nó không thành công rồi quý vị cười. Nó ông thầy ông nổ mà ông gói không được, thấy không? Giờ rồi rồi, giờ là tự hào rồi, là tự cao, tự đại luôn rồi. Tức cái mình là phải làm cho bằng được mà. Đôi tay ta làm nên tất cả mà. Đó. Nó cứ một đoàn vậy, một chén vậy thôi. Thấy không, đoàn là ăn chén nè. Nè. Thấy không, cái gì thấy không biết. Đoàn là ăn chén vậy đó. Một ngày tôi làm 3 bịch nếp vậy thôi là tôi có 42 đòn. 42 đòn cho 10 đồng đòn là bán 420 đồng. Mà vốn ga điện đồ luôn á. Thì tại vì hồi nãy mình tính có một bịch có 14 đòn ha. Nhưng mà một cái son hấp á là cái nhỏ nhỏ vậy nè, là phải ít nhất cũng 50 đòn một cái nồi hấp bánh. 50 đòn thì nó cũng dư ga đó ha. Thì cho là 150 đồng, 150 đồng mà bán 420 đồng đó quý vị, nếu bán rẻ như tôi đó nghe. Còn bán mà cắt cổ nhổ lông mà bán mà thôi, nói ra nó đụng mấy anh trẻ thầy chùa nó chửi thấy mẹ. Nói giờ mấy anh thầy chùa nó ghét tôi lắm, nói ra chửi chết mẹ. Nó chửi tôi tức rồi tôi chửi lại, là thành ra thầy chùa chửi qua chửi lại, mất công tạo nghiệp. Tôi hiền lắm nha quý vị, tôi hiền dữ lắm á, tôi hiền dữ lắm á. Đó, thấy không? Đó, tôi gói tôi sợ gói không thành công nên tôi nấu nhân ít xịt rồi. Điều này mai tôi gói nữa, tức cái mình rồi, tôi hiền dữ lắm đó. Nó thấy không nè, đó, tôi gói vô nè, đây nè, kéo vô đó. Thấy chưa? Tôi hiền dữ lắm đó, ai chọc tôi đi. Tôi hiền dữ lắm đó.
Trời ơi, đâu có khó khăn gì đâu. Ngồi giống như ngồi cột chơi vậy. Vậy mà bao nhiêu năm rồi mình cực khổ, mình không biết cái làm, tức cái mình. Dự học á, không ai dạy luôn á. Không ai dạy luôn á. Đấy, khùng khùng chứ có đầu, cái đầu thông minh. Mà mình giả khùng vậy đó, cho nên mới cho mấy thằng khùng nó vô nó chửi mình chơi. Rồi, đòn bánh cái này càng ngày càng gói đẹp, không có gì thấy không? Thấy không? Càng ngày càng gói đẹp, thấy chưa? Càng ngày càng gói đẹp. Đẹp ra đó chứ. Đẹp ra đó chứ. Làm càng ngày càng kinh nghiệm, đẹp ra, có gì thấy không? Đẹp đó. Đó, bây giờ mình bắt đầu mình gói lá cho nó gọn lại đó, đẹp hả? Tại nãy giờ mình quên có ship lại. Công thúng đâu rồi? Công thúng đâu rồi? Đây, không cần tốt dây thun nữa. Trời ơi, bữa hổm đi mua dây thun tràn thân, giờ tốn có 2 sợi thun à. 2 sợi thun mà gói hoài không rồi, không hư. Thấy chưa? Nó càng ngày càng đẹp ra, thấy không? Em đẹp không quý vị? Em có bánh đẹp không quý vị? Tức quá mà. Không biết gói người ta cười mà. Quý vị thấy có bánh đẹp không quý vị? Đó. Ai đặt hàng đây? Đặt hàng trước order đi. Năm tới tôi gói nghe. Đặt hàng trước đi. Đó. Em làm em bán rẻ, em có tiền em làm từ thiện. Ủa là đâu mất cộng thông tôi rồi đây. Em làm từ thiện quý vị ơi. Rồi sang năm là tôi làm, tôi bán cho bà quý vị coi nghe. Tôi làm cái công tôi làm lời cho tôi không mắc mắc đâu. Sang năm là tôi báo tôi làm từ thiện cho quý vị coi. Đừng có hòng. Đừng có hòng. Đừng có hòng với tôi nữa. Sang năm là tôi làm tôi bán từ thiện. Đó, cứ đoàn gì là tôi cho được hai đoàn là tôi lợi chục ký gạo đó. Chục ký gạo tôi cho người nghèo đó. Đừng có hòng mà vũ khí tôi nữa nghe. Đúng không? Đó, thấy chưa? Bây giờ rành rọt chưa? Bây giờ là coi như là thầy tài có bánh tét, thấy không? Phải quyết định làm lên mà. Đó, rồi bây giờ mở cọng thun ra nè, thấy không? Đâu cần cắt chi có công. Ngồi rồi cắt thun rồi bỏ rồi. Ôi trời mệt nè, lấy ra nè, đó, thấy chưa? Có ai không? Con muốn hộ thầy nè. Năm tới đi. Còn bây giờ lỡ ai đặt thì tôi ráng làm. Thấy chưa? Nè, coi nè. Trời ơi, hồi nãy tôi không dám phe tới, tôi gói đồ thứ nhất rồi tôi chưa chắc ăn nha. Cái tôi gói đồ thứ hai, cái sao thấy nó đều giống nhau nha. Cái tôi gói đồ thứ ba, đồ thứ bốn, tôi phe là thấy chưa? Bốn đồ đều răng đấy không? Họ nói thiệt cái gì, tôi mừng lắm á. Tôi tức cái mình vụ bánh là tôi tức lắm, tôi trăn trở ngủ không được á nha. Nó thiệt luôn á. Giờ gói được rồi mừng quá xá quà sao gì ơi. Vậy là thu đạt phải không? Thu mấy đoàn. Mời đi mua nếp về, mời thứ sáu nè. Mời ông Thanh, ông cho đi chợ và ông mua nếp về tôi gói cho quý vị coi. Đặt nhiều đi. Tức cái mình bỏ công làm lời. Cái này là không phải là bán, nhưng mà bán là bán bỏ ghét nè. Năm rồi mua về nó thiêu mới bùng mọt mà cắt ra. Vừa sống vừa thiêu dục. Nó bật hết sức bật cái này, quý vị thấy tôi gói không? Dầu rằng tôi làm chưa có đẹp nha, nói thiệt cái nào tôi nói thật á. Nhưng mà tôi bảo đảm chất lượng là quý vị ăn quý vị coi cái cách trộn nếp, trộn đậu, trộn dưa nước cốt dừa của tôi. Béo ngon nè. Tôi bảo đảm không béo, không ngon, không trả tiền. Đâu có tính bán, giờ ai mở hàng ghét bán à. Ghét mở hàng bán nè. Trời ơi, lần đầu tiên tức cái mình phải làm cho bằng được mà. Nghe không? Vậy là đời tôi không có gì tôi không làm, dứt khoát.
hãy làm ra ra đồng tiền là làm, mà không có lợi dụng, không có lừa mượn cái tiếng chùa ủng hộ chùa nghe. Tôi mà năm tới mà tôi có làm ủng hộ là ủng hộ tôi đem tôi làm từ thiện nghe, chứ tôi không có kêu ủng hộ chùa. Tôi không có mượn chùa ra mà tôi vũ khí thiên hạ này ủng hộ tôi làm từ thiện. Nó vậy đó, năm tới là làm vậy đó. Từ thiện là bỏ công mình ra, xương máu mình ra, mồ hôi nước mắt mình ra. Sợi dây nó hơi ngắn, thiếu dây hoặc cắt dài dài một chút. Năm tới là tôi làm cho cái gì coi, tức cái mình hết sức luôn, quyết chí tự làm nên mà, làm lụi hụi làm tức mình không dám khoe khoang, chờ chừng nào làm được mới dám khoe nè, làm được rồi mới khoe nè. Này là nó hơi lận cộng mà nó thiếu dây cái này, nó khoe là cái lận cộng mà. Mà phải làm, tối nay tôi thức tôi gói cho, còn bao còn bịch nếp nữa, mua hờ rủi sợ không được đó. Con mới hàng nhiêu đoạn, mới hàng nhiêu đoạn, thấy chưa? Thấy không? Trời ơi, đâu ngờ thầy Tài có bánh tét. Trời Phật ơi, ngó xuống mà coi người ta cái mè gói bánh à, là... năm đoạn. Trời ơi, mừng quá năm đoạn bánh rồi. Ngày mai là ngày nghỉ nữa, nghỉ cho nên không có giảng là gói bánh. Còn bịch nữa nè, tôi mua hai bịch nếp tôi xả rủi không được, hư bịch này đổ ló bịch kia nè, tôi để hà thêm bịch nữa nè, thấy không? Thấy không? Thấy chưa? Đó, rồi tôi mừng một sức mà hôi đó quý vị. Cho quý vị cho tôi thiệt á, cho tôi cũng lâu lâu trở về cái tánh tự hào nít nha. Tôi tức cái mình thì hôm nay không cái kỳ rò mà tử gói mà không ai mà coi gói giống ai hết trơn á. Kỳ này tự làm thầy tự học. Cái này là để hồi gói bánh chuối nha. Cưng đòn diễn chén nếp thôi, đừng có làm nhiều. Không ngờ mình quyết chí chiến thắng, mình cũng phải chiến thắng nha. Nó còn hơi lộn cộng là quên để lá chuối cách sao sao quá trời, bắt đầu từ nhớ rồi. Rồi tới chừng mà nó quen rồi mình không cần suy nghĩ nữa, mình làm theo cái quán tính của mình thôi. Nói tôi tập có bánh ú nữa, ở bánh dừa thì nó không có không? Không có cái tàu lá dừa, chứ thôi tôi gói bánh dừa nữa. Phải tự động, không cần mở máy coi luôn cái gì. Tức cái mình ngồi cuộc thôi. Ra luôn, biết cách luôn vậy đó hả. Thôi mình lao cho nó sạch sẽ lá chuối nè. Cắt cái dây này cho nó sạch sẽ. Cả mình làm từ từ vậy đó, lấy công làm lời nè. Giờ số đạt không? Đạt nhiêu đòn đi, mà tôi đi mua nếp tôi làm. Đặt ít không làm à. Đúng ra là không phải là thầy bán đâu, mà tại vì muốn bán chơi vậy đó. Lần đầu tiên trong đời bán chơi vậy đó. Trời ơi, 40 gần 50 năm tự gói bánh, không ai dạy. Thấy ta làm không bao giờ cả coi. Để rồi tức cái mình làm không được. Hôm nay làm được rồi thì không ai có thể tự mình làm thầy được rồi đó. Chén nếp rồi phải không? Rồi nó lấy cái này nhận nó nè, thấy không? Đâu có giơ tay đâu, dính tay gì đâu có gì, thấy không? Trời ơi, nhiều người có bánh thôi, mặt mày gì mà nếp không, dính tùm lum quần áo tá lả luôn. Tôi có gì dòm cái không có miếng bụi, không có miếng mà không có cần, không có đụng tới bàn tay đâu.
10 cái, ta đặt 10 bánh ra 10 đòn. 10 đòn một bịch nếp thì gói ra 14 đòn. Bịch nếp thì 12 đồng mấy. Rồi hai bịch nè, dừa sát nè. Dừa sát là một bịch nếp thì tôi trộn một bịch rửa dừa sát thôi nè. Cho nó béo nó ngon. Với hai lon nước cốt dừa. Đó là một bịch nếp đó, hai lon nước cốt dừa này nè. Thấy không? Bịch dừa sát, ngâm nếp là phải để nó muối ngâm vậy đó. Ngâm đúng là ngâm một đêm nhưng mà tôi ngâm 4 tiếng à. Rồi cái xong đậu đen là loại nè, loại nè. Loại mà ở cái hộp tôi giục rồi. Nè đậu đen nè. Đậu đen để hồi tôi gói cái sao nè. Sao đó thấy không? Đó đậu đen. Đó nhiêu đậu đen đó. Đó thấy không? Rồi để chút xíu đường. Là cái mình chịu khó mình xào cho nó kỹ á, chứ thôi nó rồi vậy chốt đơn. Ok chết cha, trời ơi chưa nghe để giá coi làm nổi không. Nhưng mà vậy là tôi làm vậy là qua Tết rồi, qua Tết 10 đoàn. Ủa 10 đoàn gửi thùng nào ta? 10 đoàn gửi thùng 21 đồng. Ở thùng 22, 21 đồng mấy là 22 đồng mới được, mới hết 10 đòn. Vì tôi gói đòn nhỏ nhỏ này nghe không? Nhớ nghe. À, thấy chưa? Vậy nó mới ngon, bữa chán ngon. Con đòn là ăn chén nếp rồi đó. Không, bây giờ phan đi nghe. Đó chứ để ngày mai tôi ta không một hồi. Tối ra tôi nấu lên rồi tôi coi có ngon thiệt không ấy nghe. Bởi vì mới lần đầu tiên trong đời nghe, mới lần đầu tiên trong đời tôi làm chuyện ấy. Mới lần đầu tiên trong đời tôi làm chuyện ấy cho nên có mấy thầy chùa, ông đi thi quốc tịch xong, ông đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Ông về ông mừng như ông bà ông giải chết đội mồ sống dậy. Ông nói, em nói lần đầu tiên trong đời tôi làm chuyện ấy kể từ khi qua Mỹ. Tôi hết hồn tưởng đâu chuyện gì đầu tiên trong đời. Ai về coi kỹ ông đi bỏ phiếu bầu tổng thống. Ông nội ơi. Tôi bây giờ tôi nói tôi có quốc tịch tôi không bầu nữa. Tại vì mình là thầy tu rồi, mình không tham gia chuyện chính trị. Chừng nào mà bắt buộc, thí dụ như bắt buộc phải đi bầu thì kẹt là mình phải đi. Mà nước Mỹ thứ tự do ai bầu rồi thôi. Đi bầu về cái khoe, lần đầu tiên tôi làm chuyện ấy. Tôi tưởng nó chuyện ấy là chuyện gì chứ thầy chùa mà. Thấy là mặt ghét. Bởi tôi nói riết mấy ông thầy chùa nó ghét tôi lắm. Thấy chưa đẹp không? Đó rồi bây giờ mình giọng hai cái đầu. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời tôi làm chuyện gói bánh tét, tự gói, tự làm. Chứ còn nhiều lần gói nhưng mà ai gói chứ, là chính thì lão ăn chứ là không có gói. Còn bây giờ là lần đầu tiên trong đời lão gói bánh tét. Hi hi hi, lần đầu tiên trong đời tôi gói bánh tét. Hồi xưa giờ ai gói tôi chỉ biết ăn thôi. Như thấy không? Kệ đó, mình làm chậm đi. Mới biết làm đó vô duyên rồi. Tự nhiên cái đó bứt cây lá. Đó. Lần đầu tiên trong đời tôi gói bánh tét. Tôi làm chuyện ấy. Bà mẹ ơi, chuyện ấy tôi biết chuyện gì tôi hết hồn hết chía. Ai giờ chuyện đi bầu cử tổng thống. Vậy biểu cái miệng tôi đừng ngứa. Con người có cái ý, tôi nói ào ấy, tôi không có ý bậy. Còn mấy cái người có ý bậy nói cho người ta. Đó, lần đầu tiên trong đời tôi làm chuyện này nè, chỉ có bánh tét nè. Đó, thấy không? Thì cái lá này nó hơi bự thì đó, mình cứ từ từ cháo nó nhừ, từ từ mình làm vậy thôi. Lần đầu tiên đâu rồi, hai cộng thông tôi đâu rồi, thấy không? Chỉ có hai cộng thông thôi à. Còn bữa hổm có bánh ông nội ơi, đi mua mấy cục dây thông. Rồi giờ để đây cục cái gì giờ? Tôi không có tóc mà cục gì. Lần đầu tiên trong đời tôi làm chuyện này đây nè.
Nè, có thấy không? Nếu mình cứ muốn bự lên đó thì mình độn lá thôi, nhưng mà ở Mỹ độn lá là lỗ, tại vì lá mắc lắm. Còn Việt Nam thì cứ độn lá tới vậy cho thấy nó bự, nhớ là Mỹ độn lá là lỗ rồi nha. Ở Mỹ lá chuối mắc lắm đó. Một hôm nữa đây, lần đầu tiên trong đời tôi làm chuyện ấy. Đó, thấy không? Rồi, tới đây rồi bắt đầu mới giật sợi dây này ra nè. Đó, thấy không? Đó, thành ra có một sợi dây à. Mà làm hoài không hết. Cái gì? Không gấp nha thầy. Từ từ làm nhận sao Tết cũng ok. À, vậy thì nói vậy thì đấy. Mùng 1 á, tôi không có ai đi viếng chùa hết trơn á, tôi rảnh tôi làm mùng 1. Tôi khai trương cái nghề làm bánh tét luôn. Tôi tu tệ lắm cho nên không ai tới viếng chùa hết trơn á. Tôi không có tín đồ. Mình tu dỏm quá, không có tín đồ, tín đốc gì đâu. Cột chịu khó rút 2 lần cho nó chắc ăn. Đó, các vị gói nhà ăn cái gì làm từ từ vậy đó. Không có gì khó hết trơn á quý vị. Thấy không? Không có chuyện gì khó hết trơn. Mình chịu khó mình rút từ từ. Tại tôi không có móng tay. Mình mới rút kinh nghiệm mà. Chừng nào làm mấy này đem theo cái cây móc tay theo. Đặng cho nó mình kéo thời gian cho nó lẹ. Tôi không có móng tay cho nên nó là bây giờ xong cái dây bắt đầu mà mình từ nột từ nột, không có cắt kia từ nột nó tốn dây nữa. Dây nè hen, nó bắt đầu nè, họ có tay nè, thấy không, họ có tay là đó, quấn cái thành nột thấy không. Cái họ có tay nè, quấn cái thành 2 nột thấy không. Đó, bây giờ làm nhanh được rồi đó, thấy chưa, rút từ từ nè. Cái họ có tay nè, quấn cái thành 3 nuột thấy không. Lần đầu tiên trên đời tôi làm chuyện có bánh tét. Ủa, hồi nãy quên lấy thun ra và lấy ra nè, cũng không sao. Đó, nói chuyện cái quên thấy không, lần đầu tiên trong đời mà. Ngón tay rồi thấy không? Đó. Gục cây đó. Thấy không? Lần đầu tiên trong đời tôi có phân tích được rồi. Từ nay về sau không ai dụ tôi nữa được rồi. Rồi vậy là thu 10 đòn hen. Ai nữa đặt luôn đi. Tôi làm lượt luôn. Lỡ rồi. Năm nay khai trương nghề bán bánh tét. Chửi người ta mà mình vẫn bán. Tại sao? Mình bán đâu phải là bán là mượn đạo, mượn chùa bán nha. Tôi bán tôi làm từ thiện, tôi cất nhà tình thương, tôi lấy công tôi làm lời. Chứ tôi không có ăn mà kiểu như là ăn trên xương máu đồng bào. Đi vận động nếp, gói bánh, ai ngờ đâu bán hút mười hút tỷ người ta. 10 đồng đòn thôi. Nhưng mà nói trước nghe, đòn nhỏ nghe, đòn ba lớn vậy thôi nghe. Đó. Thấy chưa? Được đòn nữa đây nè, quý vị thấy không? Được đòn nữa rồi. Rồi, cứ ai đặt hàng đi. Tôi qua Tết tôi gói. Đó là lần đầu tiên trên đời tôi làm chuyện ấy. Rồi, ơi, được đòn nữa rồi. Được đòn nữa rồi. Ôi, mừng quá quý vị ơi. Mừng quá bà con cô bác ơi. Mừng quá bà con cô bác ơi. Trời ơi, lần đầu tiên tôi làm chuyện ấy nè. Nó có dây đàng hoàng nghe, có dây cột và có sợi dây treo lòng thòng đàng hoàng. 10 đồng đòn, 10 đồng đòn mãi vô. Nếu lỡ mơ phía mãi 15 đồng 2 đòn.
nhưng mà chưa chắc hứa nghe, cứ inbox inbox để đó còn có làm hay không tôi sao nghe. Anh đầu tiên trong đời để quay đầu này, 1, 2, 6 đòn rồi. Ôi trời ơi, trời vui rồi, rồi tự làm được rồi, 6 đòn rồi đó, còn 8 đòn nữa là cái thuộc cái một bịch nếp á, một bịch nếp là 14 đòn đó. 14 đòn thôi, nghe đủ rồi, để tôi tắt máy tôi đi làm nha, để nói cứ lo giờ màn hình hoài nè. Nè tôi còn thao nữa nè, mà không biết tối đây làm kịp hay mai nè. Thấy không, làm bịch nếp ngâm ra nhiêu đó đó. Nè đậu phộng nè, bịch nếp thì làm bịch rưỡi dừa, bịch rưỡi dừa nè, thấy không. Cho nên giờ còn nửa bịch nè. Đó, dưới đây bịch dừa đó nè, bịch rưỡi dừa đang còn chuối đó. Rồi gói đậu, chết cha đậu xíu rồi, phải đi ngâm đậu nữa thôi, chắc ngày mai làm. Kể thôi, lần đầu tiên trong đời tôi làm việc ấy được. À quên đúng quý vị, được rồi, ai đặt đi qua Tết thì làm. Tại vì lý do là Phật tử Cali có gửi cho tôi thùng chuối nè. Nè thùng chuối nè, hầm hầm rồi nè, tôi để vỏ bữa cho nó chín nè. Bên đây chuối mắc đó, mấy vị mới gửi cho nè, đó, thấy không. Đó, đã chuối chín đi tôi mới làm được. Còn không mà phải đi mua chuối bịch của thầy đó. Đó, nè đậu xanh đồ còn nè. Nè thịt gà xếp phai của tôi nè, mì căng nè, chưa làm. Đó, đậu xanh còn, khỏi đi mua. Đó. Thôi, giờ phải ngâm đậu xanh, có chuối rồi. Rồi mai nấu đậu xanh làm tiếp rồi. Rồi, cái này là chắc sáng mai làm rồi đó. Ôi ôi, cái lần đầu tiên trong đời tôi làm việc ấy, ấy nó thành công.